Xin chào bà cô chú hay con? Xin chào một cái chú. Con đang lên nhà vậy? Con biết. Sao con biết? Lên nhà bà Út nè. Bà Út nào? Con biết bà Út kìa đó. Xạo quá à. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay lên nhà Út Diễm chơi. Hôm nay đám cưới của em Minh. Con Út Diễm. Con bác nói gì vậy? Con không sợ nó hả? Con không sợ nó hả? Thấy thương không? Chị Hà thấy thương không? Thấy thương thằng Lằng không? Thấy rồi. Nó kiếm mẹ đâu rồi nè? Ừ, nó đi kiếm mẹ. Đi đâu à? Không biết nữa, mẹ đâu mất tiêu rồi, không biết nữa. Thì đi làm rồi đó. Nhà dì Út đang chuẩn bị cắm hoa. Chuẩn bị đám cưới em Minh ha. Có cái bự bự rồi cái mát. Út chuẩn bị quả hết ráo hả Út? Xong hết rồi. Út giỏi quá trời luôn. Dạ. Út có làm cổng ở trước không Út? Không, bây giờ dông quá làm, trưa giờ nó ngã tới ngã luôn hoài, không làm được. Dạ, dông quá chừng luôn. Bão không? Út để sẵn cái cục mốt trên đó, Út cắm không? Bông đẹp quá chừng luôn. Dạ, mấy mi vô hồi trưa phụ với Út cắm bông nè. Đám lúa này trúng quá chừng luôn. Ôi, đã quá. Đám lúa tốt quá chừng. Chưa chín mà thấy nặng hạt ạ. Đường vô nhà của em Minh nguyên một cái hàng tre đẹp quá trời luôn. Đâu rồi, béo đâu con? Giờ xíu nữa ra nhà chị Mận mượn đồ cho dì Út. Con của My nha, đi theo mở đang là cầm đồ phụ nè. Em chào cả nhà nha. Hôm nay xíu sẽ đi ra nhà chị Mận mượn đồ cho dì Út về nấu đám. Nấu đám cưới. Bèo năm nay học lớp mấy rồi Bèo? Con học lớp 21. Con học lớp 21 hả? Hôm nay con được nghỉ phải không? Không, vậy hả? Con học gì nhiều? Anh Văn này là chứ không á. 21 nữa mà. Vậy đó hả? Đến. Đến Bèo quay qua chào ông bà cô chú đi Bèo. Chào ông bà cô chú đi con. Quay qua đây. Chào đi, chào ông bà cô chú. Giỏi. Rồi. Lúc nãy con với cậu hai cậu hai á. Lên đây xin. Xin gì nè? Xin anh một con cá ba đuôi về nuôi á. Vậy đó hả? Dạ. Đâu? Đó hồ cá nè. Ồ, cá. Đẹp luôn. Quá trời cá luôn ha Bèo. Lúc nãy con xin được một con cá ba đuôi. Chị em vô nãy giờ rồi chị, cho dì Út em mượn hai cái thau với cái nồi chị, nào bự bự á. Rồi tới nhà rồi.